vô tình đi dạo trên Facebook thì hai người vô có nhắn tin qua lại, rồi ảnh là người nhắn tin đầu tiên cho em. Xong rồi em cũng thấy anh này ngộ ngộ thì em cũng trả lời lại. À, cái thời điểm đó là em chỉ nhắn cho một mình Thủy thôi hay là em rải thính khắp nơi? đúng không? Thật ra thì lúc đó còn rất trẻ, lúc đó hai vợ chồng quen nhau đây cũng 10 năm rồi. Vậy lúc đó là Quân vợ mới 15 à? Không, lúc đó là mới làm quen thôi. À, nhưng mà lúc đó là Quân có thấy hình ảnh của vợ mình trên Facebook không? Có. Của. Bây giờ hỏi Thủy nè, khi mà được một chàng trai nhắn tin cho mình như vậy, nhận được một tin nhắn của một chàng trai như vậy, thì mình có tò mò vào Facebook của ảnh tìm hiểu về chàng trai này không? Dạ, cái tuổi 15 á là cái tuổi đẹp nên là rất là nhiều chàng trai nhắn tin. Em chỉ trả lời là em đã vô coi thử mặt mũi người này ra sao, rồi người này như thế nào, tìm hiểu hết sau rồi mới bắt đầu trả lời. Hồi đó còn trẻ, gọi là trâu á, nhìn trẻ trâu lắm, nó không có trưởng thành. Sủng nhi, sủng nhi đó đúng không ạ? 15 tuổi chê 18 tuổi trẻ trâu á. Nhưng mà ai là người chủ động hẹn hò trước? Dạ, em con trai thì em chủ động hẹn hò trước, chứ là hẹn gặp mặt biết với lại chỉ là đi dạo hóng mát thôi. Hẹn mà cô ấy chấp nhận cho gặp là liền không hay là phải đợi một thời gian? Hẹn thì 3 ngày sau rồi được rồi. 3 ngày sau là được gặp rồi. Đó. À, vậy là cặp đôi thiếu niên, thanh thiếu niên như đồng. Đó. Gặp đó. Nhau. Rồi bây giờ gặp nhau, cái ấn tượng đầu tiên của hai bạn về nhau, về nhau là như là thế gì? Nào? Thì lúc đó vợ còn nhỏ, ba đâu có cho đi chơi đâu, thì đi lén. Lúc đó bạn mặc cái bộ đồ ngủ, chứ không phải mặc đồ đi chơi bình thường, mặc bộ đồ ngủ lén chạy ra ngoài nhà thôi. Thì lúc đầu gặp thì thấy cũng dễ thương thì làm quen. Ờ, thì ấn tượng của Quân về cô bé này trong lần đầu gặp mặt là gì? Dễ thương đó anh, mà lại nói dễ thương á. Thế là còn cái gì thu hút đâu? Gặp được có một xíu là đòi về rồi nên cũng... Còn Thủy thì sao? Thủy có sợ không? Dạ không, lúc đó em cũng hơi sợ. Tại vì gặp một người mà mình chưa biết gì thì cũng sợ. Thì em cũng định là thôi ra coi thử ảnh người ra sao, mặt mũi như thế nào, rồi diện mạo như thế nào để mình để mình suy nghĩ thêm. Sau khi quen nửa năm á, thì ảnh có đi học ở ngoài Bắc. Hai vợ chồng là có là cắt đứt liên lạc khoảng cũng mấy tháng, cũng gần cả nửa năm nữa. Thì giai đoạn đó em cũng nghĩ là chắc là ông này ông đi học ngoài Bắc rồi, nên là hết quen rồi, hết duyên tới nơi rồi. Mình thì cũng lúc này cũng có nhiều ánh sáng nên thành ra mình cũng bắt đầu không suy nghĩ tới nữa. Nhưng mà tại ảnh lẹ quá, ảnh nhờ anh chị gì đó, bạn bè gì đó ngoại giao xin được số lại điện thoại của em, để đầu liên lạc lại, bắt đầu mới quen lại. Lúc đó bao nhiêu tuổi? Lúc đó là lớp 11 á. Từ đó đến tận bây giờ có lần nào bẵng đi nữa không? Tức là chia tay nhẹ đấy. Chia tay nhẹ? Ừ. Có, cứ là mỗi lần em hờn dỗi là em sẽ nói chia tay. Có một lần á là do ảnh về rất là ít thời gian nên là em phải tranh thủ thời gian để gặp ảnh. Ví dụ như là ngày đó không đi học thì em nói dối là đi học, sao em hẹn ảnh đi chơi. Thì xong rồi ba mẹ phát hiện ra, ba mẹ mới lôi về, ba mẹ cũng cũng la, cũng đánh đó. Mọi người thì nói là điện ảnh ra rồi xin lỗi ba mẹ một câu hay như thế nào đó. Nhưng mà em đừng có cho ra mất công mà hai người lại xích mích với nhau. Quen thì quen được một thời gian thì em đi học ở ngoài Hà Nội tới 5 năm. Cho nên cơ bản là yêu xa, hè với Tết. Một lần về thì được khoảng có 15 ngày thôi. Vậy là năm bao nhiêu tuổi là hai bạn quyết định là đến với nhau? Em cũng không nghĩ đến chuyện kết hôn. Chỉ là bữa đó ảnh sau cái đợt chống dịch về thì ảnh cũng để dành được một số tiền. Thì ảnh mới nói thôi bây giờ có tiền thì hai mình cưới nhau đi. Cái chừng nào để dành đủ tiền để cưới. Thế là cái nó cưới thôi. Là ra hỏi rẹt cái cưới cái gì xong. Vậy là chưa? Làm sao mà lại quen nhau? Làm sao mà lại gặp nhau? Bố mẹ em cũng ở trong, cũng là bộ đội. Cũng công tác trong đơn vị với vợ. Nói chung thì mẹ là mai là mối cho để quen biết gặp được vợ. Mẹ là mai. Dạ. Mà làm sao mà mẹ biết Sâm mà là mai? Dạ mẹ ở chung đơn vị với vợ em. Làm bạn với mẹ chồng đấy. Nhưng mà xíu anh hỏi nha, trong đơn vị của Sâm á là có nhiều cô gái không? Dạ cũng đối với những bạn ít tuổi như em thì cũng có 4 bạn. 4 bạn. Ừ. Mà sao mẹ của Hà lại đặc chấm biệt điểm là quan tâm Sâm hả? Cái này thì em cũng rớt cái này về hỏi mẹ ạ. Hà nè, mẹ dạ. Nói là vì lý do tại sao mà mẹ lại chấm điểm cái cô gái này không?
Dạ thì về thì em cũng nghe mẹ nói là cô bé này ở trong đơn vị thì ngoan, cũng có nhiều người khen rồi, được, giỏi giang, ngoan hiền. Có thời gian thì em cũng tìm hiểu với vợ để tiến tới. Thế con Sâm thì sao? Khi mà mình biết là mình được mai mối với một người mà mình đang gặp gỡ và làm việc cùng, mà lại sau này lại có thể trở thành mẹ chồng của mình, thì cái cảm giác của em như thế nào? Em có sẵn lòng để mà gặp mặt con trai của cô ấy không? Em Hôm, thiết kế xây dựng và thi công nội thất. Mới đầu thì cũng hơi ngại ạ, thì anh chủ động nhắn tin trước thì em cũng nói chuyện bình thường, làm quen làm bạn. Tại vì em từ ngoài Bắc vào đây công tác nên là cũng không có nhiều bạn ở trong này, thì cũng muốn chia sẻ xem là cuộc sống trong này nó có khác so với ngoài Bắc hay không. Thế rồi lần đầu tiên hai người gặp nhau diễn ra như thế nào? Dạ, lần đầu tiên thì hôm đấy là cũng là vào ngày nghỉ cuối tuần. Thì cuối tuần thì cũng hẹn bọn em chơi, uống nước. Thì lúc đấy là bắt đầu mới quen. Lần đầu tiên gặp cô gái này ở ngoài đời thì sao? Nói có ấn tượng thì... không? Dạ có. Thì ấn tượng ngoại hình với phương mặt. Ấn tượng nhất là cái gì nè? Ấn tượng nhất là ít nói. Ấn tượng ít nói? Vào là ngồi không nói gì cả. Nó chỉ em ngồi nói mình đấy ạ. Còn cô ấy trả lời không? Dạ. Cô ấy có trả lời không? Thỉnh thoảng mới trả lời thôi. Thỉnh thoảng. Như hỏi mấy câu, 10 câu là trả lời vài câu đó. Dạ vâng. Em có ấn tượng gì về ngoại hình của chàng trai này không? Ấn tượng là nói nhiều ạ. Nói nhiều. Một người thì ấn tượng nào? Đương nhiên người kia phải nói rồi. Ấn tượng là nói nhiều. Nói nhiều. Tại vì em không nói thì em mới thấy ông nói nhiều. Đúng rồi ạ. Em là người ít nói. Rồi sau đó thì như thế nào? Sau đó thì... Về có suy nghĩ về cô ấy không? Nó về suy nghĩ ngay cho anh. Thấy hợp ngay chưa? Thấy hợp ngay chưa? Đã rồi ạ. Ít nói thế mà vẫn hợp. Tại vì lúc mà đi uống nước về là cho em đi bộ về. À đi bộ à, còn có chặng đường đi bộ về với nhau nữa. Dạ không, vợ em đi xe máy còn em cho em đi bộ về. Ôi tại sao xong không cho anh trở về? Dạ có trở về một đoạn nhưng mà lại thả em ở giữa đường. Em là người đi xe còn anh là có người chở ra. Sau đó là em là người chở anh về nhưng em chở về em thả giữa đường ạ. Trời ơi sao em ác vậy. Thực ra là em cũng không biết nhà ở đâu, em chỉ áng chừng là chắc là gần đến nhà rồi. Em bảo thôi đến đây thôi, em chở anh đến đây thôi. Tại vì là gần đến đơn vị em rồi. Rồi bao nhiêu lâu sau mới yêu nhau, em sốt ruột đôi này quá đây này. Hỏi luôn đi. Bao nhiêu lâu mới yêu nào? Thì nói chung là từ lúc mà đồng ý quen lúc yêu trong khoảng 6 tháng. Khiếp lâu thế. Nhưng mà 6 tháng nhưng mà gặp nhau nhiều không? Thì nói chung là em ở đơn vị công tác thì thời gian về rất là ít mà lại xa nữa. 6 tháng gặp nhau được bao nhiêu lần? Chắc 2-3 lần đúng không? Trời, 6 tháng gặp nhau được có 2-3 lần. Như vậy là các bạn thường xuyên coi như là trao đổi với nhau rồi nói chuyện với nhau là hầu như là bằng điện thoại không đúng không? Dạ đúng rồi. Cái điều gì ở Hà mà Sâm cảm nhận được cái sự chân thành của anh và đồng ý làm bạn gái của anh? Cái mà để em ấn tượng và đồng ý với anh là cái sự chân thành, quan tâm. Yêu nhau bao lâu thì cưới? Dạ yêu nhau một năm. Một năm? Vậy. Dạ, chị em anh thì Tân Thị Ngọc Bích, hiện em đang sinh sống và làm việc tại thị trường Cần Thơ chị. Năm nay em 39 tuổi chị. Cũng vì cái sự chân thành của anh Ngọc Bích. Dạ. Công việc mình là gì ạ? Em làm kế toán cơ quan nhà nước chị. Rồi, mình ở Cần Thơ là quê mình ở Cần Thơ luôn hay sao ạ? Dạ, quê gốc em ở Trà Vinh. Dạ, em thì có gia đình về Cần Thơ đó chị. Dạ. Mình đi hôn được bao lâu rồi? Ông em thì mất gần 2 năm rồi chị. Dạ. Rồi mà rồi thế thì là mất 20 năm đúng không chị? Năm rồi chị, 2 năm hiện thì. Bảo vệ em nghe sao mà lớn luôn. Rồi 2 năm vậy cho em hỏi thì là 2 năm là chị có dự định chị tìm hiểu ai hay không? Hay bây giờ chị mới bắt đầu chị đi tìm hiểu? Dạ, bây giờ em mới dự định đi tìm hiểu ạ. Dạ. Dạ. Thì hiện em... Rồi. Nhớ chị, bé trai em năm nay 14 tuổi, bé gái em thì 4, gần 5 tuổi ạ. Dạ. Dạ. Là mình đang sống cùng hai con hay là bên sống bên nội hay bên ngoại như thế nào ạ? Em sống cùng hai bé chị. Nội thì ở gần nội thôi chứ không ở trong. Dạ. Dạ. Thế là mình một mình chăm con luôn á hả? Là cũng vất vả lắm á. Là đưa đi học rồi này kia là một mình chị hay sao? Dạ đúng rồi. Bé Lý nó tự lo được. Em chỉ lo cho bé nhỏ. Có út nữa thì cũng chăm tí thôi chị. Cô. Dạ. Rồi bây giờ thì mình nói một chút điểm mạnh điểm yếu của mình giùm em nha. Dạ thì điểm mạnh của em thì giống như là dễ hòa đồng gần gũi chị.
thì điểm yếu của em thì em được ít nói. Rồi. Dạ. Rồi mình có cái tật xấu gì không? Tật xấu hả? Dạ không chị. Không luôn hả? Không luôn phải không? Có hay càm ràm hay khó chịu hay là gì không? Dạ không, em thì em cũng dễ chịu lắm. Nói chung là giận thì chút hơi là hết à. Chứ không có giận để đâu. Giống như là giận thì nói ra rồi xong là hết. Chứ không có để mà giống như là càm ràm hay là nói nhiều. Ừ. Kế toán thì mình có bị tính toán chi ly không? Mình thành bệnh nghề nghiệp không? Dạ, kỹ không, tính thì... trong cái việc thu chi không? Kỹ nhưng mà không có chi ly. Tại vì công việc của em thì vừa nhà nước thì nó cũng vừa làm báo cáo luôn văn phòng á chị. Nên công việc thì cũng cần cẩn thận nhưng mà không có chi ly lắm. Dạ. Dạ rồi. Bây giờ mình muốn tìm một người bạn trai như thế nào ạ? À, chị mô tả về ngoại hình, công việc, tuổi tác, quê quán anh đó luôn giùm em nha. Thì ngoại hình thì cao hơn em khoảng 1m8, 1m85 cũng được chị. Quê quán thì tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long á chị. Lớn hơn em, lớn hơn em. Dạ thì có công việc ổn định, mình dễ gần gũi lắm. Biết phụ giúp cho lo cho gia đình và cũng yêu thương các con. Rồi. Mình có tài lẻ gì không chị Bích? Em thì cũng bình thường, không có gì nổi. Ca hát được không? Biết kể chuyện không? Biết hát không? Dạ, không hát, không có nổi chị. Dạ. Em thì sống okay. Vậy cũng là một gia đình thôi chứ không có hoạt bát lắm, em ít nói. Ok chị, rồi nếu được chọn bên chương trình sẽ liên lạc lại với mình. Rồi quay thì ở thành phố Hồ Chí Minh là chắc chị sắp xếp lên được đúng không? Dạ đúng rồi chị. Dạ rồi, cảm ơn chị, phần khác của mình xong rồi đó. Em dạ. Chào chị ạ. Dạ. Dạ, buổi phỏng vấn của mình tới đây là kết thúc rồi ạ. Mình có thể thoát cuộc gọi được rồi chị Bích. Dạ dạ. Dạ chương năm 976 ạ, nhưng mà cái giấy tờ của em thì là chỉ có 1980 thôi, tại vì là em phải đặt giấy tờ để đi. Dạ. Rồi thì quê quán Lạng Sơn, Bắc Sơn, Lạng Sơn. Nhưng mà em công tác tại huyện Cao Lộc, Lạng Sơn. Em chị có... đang công tác ở Lạng Sơn luôn đúng không chị? Alo. Đây đây chị đây. Dạ chị nghe, chị đây là có nghĩa chị đang làm ở Lạng Sơn luôn và chương trình của mình mà quay ở Sài Gòn, chị có vào được không ạ? Ừ, chị cho thu xếp vào được. Ừ, dạ. Rồi chị nói một chút điểm mạnh, điểm yếu và đường tình duyên của chị giùm em nha. Điểm mạnh của chị, điểm mạnh của chị thì chị là chị sống tự lập mấy chục năm nay rồi. Cái gì thì chị cũng phải qua tay hết thì cái công việc dưới của chị là cũng hơi nhút nhát một chút. Không tự tin lắm. Đường tình duyên của chị thì nó cũng hơi trắc trở, tại vì là chị thì trước hồi nhỏ thì là lúc thanh niên thì chị cũng có hơi yếu một tí. Nên khi là chị lo xong công việc thì là chị mới lấy chồng. Thì trong cuộc sống hôn nhân của chị thì có nghĩa là không được tương đồng ấy, thì là giống như lấy chồng xong là khi mà chị có bầu thì giống như là ly thân ấy. Thì là khi con chị sinh ra được 2 tuổi thì là bọn chị ly thân, là ly dị luôn. Đấy thì là con ở với chị, bây giờ là con chị 8 tuổi rồi. Thì bây giờ thì chị cũng suy nghĩ rất là nhiều, thì chị cũng muốn cho con có một cái gia đình êm ấm ấy, tại vì là cháu cũng không được tình thương của cha ấy, nên là cháu rất là khao khát. Chị cũng muốn có một gia đình thì để mình làm ăn, để đi với nhau đến hết cuộc đời em. Rồi bây giờ chị muốn tìm một người như thế nào ạ? Mô tả kỹ giùm em về ngoại hình, công việc, tuổi tác, quê quán giùm em. Ừ, quê quán thì nếu mà được ở ngoài Bắc thì là cũng tốt, nhưng mà chị thì cũng không phân biệt đâu, chỉ có sống không ra trưởng này, sống không phân biệt. Ngoại hình thì được rồi, có nghĩa là ưa nhìn là được. Tính cách thì biết chia sẻ, biết cảm thông, biết có ý kiến chủ cùng
lên trong cuộc sống, đấy, để một gia đình hạnh phúc. Chị cần thế thôi. Nếu mà được có nếu mà chị chỉ rất thông cảm cho là những cái mấy anh hội hoặc là những cái người mà làm xa gia đình thì là rồi thì cũng làm được. Khu vực quê quán ở đâu được chị? Cũng không quan trọng đâu, quan trọng là bên đấy thôi. Dạ. Rồi ok chị, nếu được chọn bên chương trình liên lạc lại cho mình rồi trao đổi thêm nha, nha chị nha. Chị có cầu.